Đã ít chê gì tao không có sợ à. Ừ. Trời ơi, mô xí hở luôn đi à. Ê tư... Đã ít chê gì cũng đa tàn thơm á. Ê tư xa có sợ của ê. Xa có cụ sợ chứ ít chê của nó mô ta cũng đã đi tàn á. Chúng ta có hai đế gì cũng sợ của anh thế. Nó của tôi một viên lâu của tôi là tài năng á. Chê của hai chị đã đế hả mô. Mẹ đã đế ta mà mẹ mà đi dọa lấy đâu có. Thì là mô thì con chẳng chế chất là của khu chế mà mô lại mà đi mô dỗ hú mà đi mô chế bè hô theo chị tao mô của khu ta chị cứ mô mang mô lành chế tại
chọn cái khó khó chị không mua nó chị gọi yên khá tôi ăn chị chị tao muốn cuộc khổ chị mua rồi mua nó cái tiền chỗ đó cái này là cho nó không là phải thế giờ là mới chạy về thôi nữa. Mấy cho gọi cho lai khổ nữa không có ta đâu cho ý liền gì hết đâu. Cháu lưỡi nó sẽ kể cả khủng một tả như thôi hiểu lắm á. Cháu nó sẽ lỏ nó là cái môi cho tả đó cháu nó ra cháu ấy bé của chúng mình xảy ra năm sắp khởi kì đúng rồi cháu chút lỏ nó cháu lỏ bài ít cái cho tao cháu lỏ trò cho cháu hai anh chế cọ sáu chứ chư à mò thế như cháu sáu chứ chư em xíu anh chế thế này. Mỗi mỗi tí mỗi có chó thế mỗi đó là mỗi tao đủ là trăng mỗi người phải cho tao đủ thua ta cho tao đủ thua ta nó thua ta lề dụng nó cho tao đủ thua ta bây đây để ấm lòng hộp hóa nó sẽ lọt trâu hả ở đây yêu vô tới chẳng dông xa về ở nơi nó thế ở nơi nó tôi đút cho chưa tà đi ư chị lọt lại mỗi lúc có gió nó sẽ lọt lại phải xem một trong anh chị đây đâu bạn nào xin mà cái chị dọn cái chẳng anh chị nó chắc phải hâu thế nào tao của tụi mình sẽ phải hâu anh chị kia chị cũng như chị đây ông bảo chị hơi là nó chẳng anh chị nó hâu nè lấy đi nào chị tặng cho chị bé vợ ta xin chị lấy ở đâu dễ bé vợ thia mới bé sẽ dễ mà đi trâu đó lúc xứ đó hả nó sẽ bé ngồi trên cái đàn bầu rồi đi con của hai mà chẳng mê cho mẹ à chị đó có nhau sướng có cho đi con mà tương tâu cười không chị sẵn non đâu bé ngồi xuống non đâu chị tao có mâm bao ít cho mày trâu tao đu mà đi trâu lúc xứ tao cái đu dạ nó mà thế chừng chừng hết tao đúa nó cứ chế bê cọ xìa ra mặt đi là trâu ấy đó rất xứ trâu hết nó giờ họ tiêm qua ngay chế hao ra tập họ chú ta chế dù là mất bao rau nào chứ là chỉ cho của tụi mình xài bên đâu hết nó bao rau nào là ít thứ dù tao cho bên đâu nổi hết chị bao rau thứ pi dù ta thế hả đào bê chém lỏng ha chỉ chỉ ta đã thế chịu lắm à thằng nó nói là ký thế đó kia chỉ muốn cái chơi à cái ký vậy ký chỉ trong cái gì mẹ thật là chỉ muốn cái chơi chị ước ký chỉ trong cái ký sướng cái chị ô nơ tôi dành muốn anh chị tô thọ chị định nuôi ai giàu ha nhá lệnh ha ai lệnh là mua tả chị ưu lưu tôi dành chị chắc á khó khở họ lại lo chê
bún câu chứ mất chơi cho ta đấy nhé. Nuôi chị đã lâu lửa hoa lọ tọt con ha đã lâu chậm nhỏ muộn ra đã lâu lửa chùa coi gì á hôm nay tao nhớ tao la chị cứ khứ chị tao một bát của đã lâu lửa đi ê để tôi một chùa coi gì ta chị nó là bát chưa lời phải nhớ sái chạy phía chị lớn mà chị thôi giờ sau giờ có thế ha nó tức là mua nó nó đã lâu nha của nhà lỡ xa con nha xa con khi ai hết nó lỡ lò cận tàu gì đừng gỡ lò nó mò gì nó no gì của tì nhà kia đã lâu lỡ ho tôi cả một tế ta lên chỗ của tụi mình xài ư kia con hiên chuông gỡ cho ư nhau họ ai hết nó người trên cả hôm muốn thôi gỡ gỡ tôi chỉ lo nhau trong phút tì ấy tì là lâu cái ông hiền kỳ lại thế thì là muốn phải lại ta nữa thầy muốn phải lại đi nó ta chị hỏi rồi ba cho bị ký giờ chị mong cái sao chị trốn cái đi nhỏ mẹ cho chị cho cái luôn hết nhở đây đó cho bị ký về sai chẳng anh chị chả ô anh chị tức là quật ta nhở chị lo chị tức xì xì à thế là muốn cho em ta xin cho các mới chỗ em có cháu ông để theo không đầu là lầu nhưng mà tệ tế phóng đi là xin cho các mới chỗ có cháu ông để nhé không nó hơi đi chín chín đấy mà nhỉ tí cho có cháu ở tí cho tí cho đào rốt thứ ra nếp có ít tu ít tu trong lọ tao đu rồi coi nha nó như thế này và chỉ có cháu hay chỉ chăm chìm như thế nào thôi ạ nhà mua hậu tiền để tiền chơi ít hơn chỉ có cháu hàng gì ạ áo đi nó xưa ạ nó tiền mấy món những điều mới đầu tử đầu tử kia cho lúc khai nó dạ lúc khai cho xưa lọ nó món là món đậu tợi giờ là ký rau thế nó tụi mình xài bé gì cái nồi là sợ chưa tao đu chưa tao đu đu đã chưa tao đu đã hở tao đu đu rồi xem
lại lô lại chị hơi giờ là món lúa già chắc bền xoài giờ là ký gió ha đâu có ký gió hay nó tôi có cho nó ký gió chị cho chị đi hả chị mai chị cho hết chị cho mình nhìn chị tôi nên chuyển chuyển nó cho ít thêm mặt về nó ít khô và đi cho con hứng nữa cái kia cho nó chạy thứ cái xe hết đó khi chọn chỗ xe nó nó chỉ mà chỉ cho lên nó là cái cứ lia chỗ ra chỗ một đòi rốt xứ chạy cá hả có chứ mua hả nó chạy về luôn cái xe chứ thôi giữa lòng nó em chạy rốt nó đầu ấy hơi giờ một tuổi ít ha rồi rốt xứ của trời hơi giờ là trông họ nó hay nữa dí cá cưng cậu đi của ha giờ là đi kho đồ rốt xứ nó chắc bị tuổi của chó đã bên chú rau nó hay nữa của chó rau ở của chó của chó rốt xứ nó là lá cá cưng cậu đi khỏi nó là này chỉ trâu trái chỉ nước mấy mấy anh lại là cá cưng cậu đi ha cái tu nên đấy đó chỉ như là lạc cả hả này vậy là cho cái khối rau xứ nó chắc phải tổ có gió ha thì tôi ăn chửi rau nó rau xứ nó mà lá cả cơ liu nghe tiè sao giống mà giống hay nghe đó chỉ như dần giống thế chị lá cả cân cầu đi ha lá cả cân cầu đi chị là để con nó tổ có gió nó nữa chị hơi giờ chờ rau rau xứ à chị nó mà hay rong nó nhung á ra khỏi chị nó cũng chỉ trâu xí à cũng chỉ trâu chỉ trâu đó chị chị giống nó nhung cơ chờ ở nơi nào là chờ rốt xứ nó cô ấy giống cây li hết nữa nó cô ấy giống cần cầu li ha thì để không mẹ mẹ nó có trâu nó ít luôn nó có cả tuổi nó đâu lo nó chỉ ta chỉ giống cầu ấy nữa cũ chỉ như chưa cá là chỉ để không mẹ nó có trâu tuổi nó ít luôn ha để là cả cơ cô cho cây lo cô nó lo cây li hết nữa giờ cây lo cũng lo cần cầu đi theo giờ là để kho à rau xứ nó thế ít kho đỏ giờ đỏ lo ní lo nọ nó giờ nó cũng giờ rau xứ nhiều mà giờ rau xứ nhiều nó cũng giống cần cầu thì chỉ bỏ tiêu chạy tôi ít tôi rủ nó tôi lì thế nên tổng thầu sẽ chưa lấy đèn đâu rồi chả liêu chỉ thấy con nó cũng giống cơ lì ha thì họ giờ là để kho đỏ nó ha, nhìn đây khỏi đỏ nó chắc mù tổ cột gió ha chỗ đó nó mà sợ hôi chả liêu lột cái mà nó lọt ní lọt nọ nó tá liêu rồi chỗ đây khỏi mê nó chờ tổ ít luôn nó xí ha chờ cho nó có đo rốt xứ về củ đê tỏ ba nó chứ lo chơi rồi mới cho tổ nhông xí nó khỏi chị tôi
Đầu tư thế chị mất tuổi nhung xưa à. Cho lấy đi nọ chị. Giờ lớn ba mốt. Lại tuổi ha. Là tổ cô cháu thế cả, tổ là tổ khá cô cháu nữa cả. Mong có thể chơi được tổ. Càng càng từ thế gì tuổi nhau non non chứ em đều do mà đi em món này chứ lo chị hay đi chị chui chui đòi nhau tuổi nó chị nó chui chui đòi nhau với chị nó cú khác cái gì mà họ mới chị thì nó cú chui chui ấy chui đòi nhau xưa họ bỏ hàng gì ở lại ở ai chị làm mất đầu tay giờ phải cho giờ về cho món nào thế lại lâu về cho món nào về cho phong giờ tụi mình sẽ phải ho tứ lọ cho tao mò hay nó lọ cho tao mò chị cái hồi giờ lọ nó mò thế ở ấy lên đời là cũng nó bé nó lần nào bé nó mò cho phong giờ mò nó chị bé chạy nhiệt tú nó lên nó xí nó mò nó bé chạy nhiệt tú bé nó lên nó xí ở bé nó rau mỏ lên nó sẽ nó non gan chè thì à non gan chè cũng khoảng gan chè hầu thì à nồi rau kí thì à cua gió đỏ rau xứ lên nó sẽ nó cũng đã bé ở lần đã bé nó nữa ba hiện nữa mà nó chè bé chuẩn này tu là nó mỏ lên nó mới dài dàng sọt đến sẽ là chè phun như sẽ đỡ nên sẽ đỡ ho ô xin tệ bác sẽ bán ra chậu theo bác chạy này tốt chị bác sẽ chơi lăng hả chị bác nó nhỏ đi chờ là bác dùng mối dạng trò cho nên sai nữa sợ lên tờ là sẽ đau hả ô xin tệ bác sẽ bán ra chạy chậu sai hả bà cá 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 là chú mua ăn cái sĩ nhưng cá cá rồi nhờ cá cá là chị nó mấy nè mấy khó bên nó trâu đôi chỗ cô gió cô gió đó sư bà ta ư chính cho cá mò ấy bên nó bé mới khó bên nó chứ là trâu đây khó mới đây để hái con mê ư ấu có hả đâu thảo à ấu đi có hả bà ta ư tủa tỏ ư mà mà chính cho cá trâu bên nó ha ấu có hả lại à ấu có hả bé hơi là nó mò nè nó rocky hết cả nhà cửa nó rocky hết cả tao nhà cửa tao để chỉ tao nó mé phì mưa lửa nó hay bỏ cả mà nó chỉ bé nó đi con này nó chỉ bé nó đi con ha giờ chúng mất tao rồi lo má mà chị đâu có chơi rồi hả là lo nên giờ mà phải chế phải ăn qua chế chế rồi họ ăn xem mà rồi tao thắt xe không mà xe rồi họ thắt xe cho nó là cùng đó bé chụp hơi giờ lên đó bé chạy đi tối nó mà nó mà nó bé con thiên chúa thiên của tụi mình xài bé nó lên nó sẽ trở lên đó là mới dễ dàng chờ 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 đợi sai lo sao sai lịch chân á ta khỏi nhà nó mẹ mẹ ai tới chị nhau giờ mới dặn chờ cho nên sai đi theo ta chị bây giờ này tôi chị bây giờ nó nhỏ đi nó xứ bây mới dặn chờ chờ cho nên sai lo nên sẽ đau quá sen để ba sai ban thắt chờ chờ cho phun như sẽ đau em quên cho nữa nhớ trong trên này sờ lên sờ từ bé họ mà xin chỉ đùa.